Rồi tôi hỏi trai gái, trời ơi tôi mừng quá, trời ơi đất, mình có cái ham muốn là mình sẽ con gái đầu lòng, có nó sở đúng sở thích, thành ra bây giờ mừng quá trời, tôi lo đạp xe đạp, tôi đạp chạy quá trời quá đất, bây giờ nhà thấy con mừng hết sức. Bà ơi, mình có bầu á rồi, cái trong cái quá trình mình sanh nở mà không có chồng kế bên, bà buồn không? Cũng buồn, nhưng mà bây giờ chuyện đi làm ăn mà thì mình phải chịu thôi. Bắt dâu á, bà mà đi làm mai mối bà đó đại đẻ cho nhỏ gái thứ hai. À là mình sanh nở ở nhà chứ không phải là mình đi bệnh viện hả? Không, bà không phải đi bệnh viện. Trời đất ơi, sinh nhà ở nhà bà bắt dâu luôn, bà ở sớm là ai có sanh đẻ thì bà đỡ đẻ luôn, rồi cắt rúng ở nhà luôn. À cắt rúng bà làm hết, 9-10 giờ sanh cả chừng 12 giờ 1 giờ ông đi ở dưới ông rạp xe ông lon ton về. Rồi lúc mà thấy chồng mình về rồi cảm giác mình sao bà? Thì thấy cũng mừng, về cái là ổng ẵm con lên cái là ổng hùng liền. Ổng hùng con nhưng có hùng bà nữa không? Không, tôi làm trong cái phòng á. Trời nghĩ tệ gì đâu. Đúng ra là phải hùng bà trước rồi hùng con chứ. Ổng con luôn, là... luôn có con mừng quá rồi quên. Quên. Mình sinh ra đàn ông là mình sướng lắm nha. Sinh là một người đàn bà thì thấy khổ vô cùng. Có chồng rồi có con, 9 tháng cưu mang, 3 năm bồng ẵm. Chưa kể cái lúc mà nhiều khi mà con bệnh con đau phải thức trắng đêm. Có đó là một cái người đàn bà mà vất vả. Như là lúc. Ông không có chăm sóc con. Nhưng mà đó mình cũng đàn ông, nhưng mà mình đâu có nghĩ tới mức độ đó đâu. Sau này có con rồi mình mới thấy là vợ mình nữa là cực khổ vất vả vô cùng. Chứ xưa ông có chăm sóc. Trễ quá rồi đúng không? 6 đứa rồi mình nghĩ tới. Lúc đó thì ai là người chăm sóc con cái? Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục cùng đồng hành với chương trình để đến với những cái cặp đôi mà có thể nói vượt thời gian, vượt thế kỷ. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý vị một cặp đôi ông bà tổng cộng lại là 168 tuổi. Bây giờ xin mời ông giới thiệu cho mình ạ. Tôi thì Trần Văn Trơn. Dạ. Sinh năm 1931, nay 89 tuổi rồi. Dạ. Hai vợ chồng chúng tôi đến nhau từ quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Còn bà á, tự thì Phạm Thị Năng, nay là 79. À. Vậy là ông bà cách nhau là 10 tuổi. Dạ. Lúc ông bà gặp nhau là năm bao nhiêu tuổi bà còn nhớ không? Ông cưới tôi hồi tôi 17 tuổi. Cưới lúc 17 tuổi. Nhưng mà cái ngày đầu tiên á, dạ, gặp là bao nhiêu tuổi bà? 16 tuổi là ông cậu của ông ấy xuống nói cả năm sau mới cưới. 16 tuổi là nói rồi đó hả? À. Đó ở dưới quê là cỡ 16, 17 tuổi là cưới rồi. Còn 20 tuổi là cũng như lỡ thời rồi đó. 20 tuổi là ế rồi đó. Nhưng mà ông gặp bà là lúc đó yêu chưa? Lúc đó chưa biết yêu, tôi ngày xưa là coi hai người cũng có ở cùng xóm, nói cùng xóm, nhưng mà cái điều kiện mà tiếp cận mà gặp nhau thì nó cũng ít lắm. Chứ nhìn thấy biết nhau thôi chứ không có cái điều kiện để mà hai người tiếp cận gần nhau đâu. Như vậy thì cái điều kiện nào để cho ông bà có thể dễ dàng nói chuyện được với nhau? Có người mai mối. Mà khi ông qua dạm hỏi đó thì bà thấy cảm giác sao bà? Thì hôm qua dạm hỏi đó thì tôi còn người mẹ tôi với bác dâu chịu đấy. Ổng thì nghèo thiệt nhưng mà ổng dễ thương, hiền hậu này kia. Rồi bà bác dâu đó bà mới nói lại với má tôi, nó thôi kệ nó gả nó đi, thằng đó tôi thấy nó cũng hiền từ nó không cha không mẹ nhưng mà nó hiền. Dạ. Rồi má tôi mới chịu gả. Lúc mà dạm hỏi cho tới lúc cưới á là bao lâu bà? Cũng cả năm mấy á. Cả năm mấy, lúc đó ông bà có gặp nhau đi chơi này kia không? Không. Chỉ như là ổng ở trên lộ, tôi ở dưới biển, tôi lên rồi thấy ổng thôi chứ còn không có quen, không có nói chuyện. Không nói chuyện luôn. Trước khi mà ông bà được mai mối để mà đến với một cái cuộc hôn nhân là ông bà có cái sự tương tác nào hay không? Trước mà hai người cũng ở xóm đó chứ mà chưa có cái dịp để tiếp cận nhau. Dạ. Có một lần thì ở xã mà người ta tổ chức đi vét ao thêm để lấy nước cho dân xài đó. Lúc đó thì mỗi nhà thì một người, trong quá trình mà vét ao từ ở dưới mà chiền đất lên trên đó thì mà cơ may là tôi được đứng gần bà.
Có một lần bốn bàn tay đụng nhau rồi bốn mắt nhìn nhau cười, kể là lúc đó là có cái ấn tượng đầu tiên, lúc đó mới bắt đầu mà để ý tới nhau. Đụng tay dưới cái ao á hả? Tại vì cái ao dưới hồi ngày xưa đâu có máy móc đâu. Dạ. Ngày xưa đào cái dưới sắn xuống vậy nè ha. Rồi sắn dưới rồi chìm lên. Dạ. Xong rồi bà đứng bà đón đất ha. Đây nè, giống vậy nè chú. Đó đi chú truyền lên đây con đón. Đó đón vậy đó. Bốn tay cười mới chạm nhau rồi bốn mắt nhìn nhau cười kế là làm quen. Lúc đó bà cảm giác cái tay đó sao bà? Thấy cũng thường thôi à. Nghĩ lúc đó chắc bà bực mình lắm, ông nội tự nhiên để dính tay vô tay người ta. Đúng không bà? Lên trên bờ mà về nhà đó thì ổng đi trước tôi đi sau. Cái ổng đi ổng cứ sàng qua sàng lại sàng qua sàng lại. Không cho qua mặt. À ổng cho tôi qua mặt. Dạ. Tức quá lấy cục đá tôi chọi ổng cái. Đã ổng xây mặt ra tôi qua luôn. Bà muốn qua mặt mà tôi cứ dồn thấy sao thấy bà muốn qua mặt á, lớn qua cái. Rồi lát bà bởi là đi bên này không được, đi vòng kia lớn qua này cái bà thấy bà tức. Lúc đó bà xung quanh bà có nhiều người để ý không? Tôi hồi còn bà chủ đông lắm. Ba bốn người 5-6 chàng trai mà con nhà giàu con á. À dạ. Ừ trời ơi. Bà đó thì cái dạng cũng như là hoa hậu nhất nhì ở xã. Còn tôi là xấu nhất. Cái điểm nào ở ông để khiến cho bà quyết định bà lấy ông không? Ông thì ông thấy bác dâu tôi đó là ông ấy theo bà đó đó. Ông nói tới nói với bà đó bà mới thương. Nói với má tôi mà điều bác tôi nói cái gì thì má tôi nghe cái này chứ không có cãi. Nên tôi thấy nó hiền hậu, cha mẹ cũng có nghèo quá mà thôi kệ nó, về tự vợ chồng nó mà nhau kiếm mà lấy sống. Tôi đó là tôi thợ may, còn ổng thì làm thợ mộc. Tính tới nay thì ông bà cưới nhau là đã được 62 năm. Bà còn nhớ cái ngày đám cưới nó như thế nào không bà? Đám cưới thì ăn uống rồi đàn gái về, còn đàn trai ở lại. Ổng chiều ổng mới đàn ca rồi chơi. Tôi thì tôi dọn dẹp rồi xong rồi tôi vô phòng đợi. Trước hồi đó mà ông bà dạy mấy người cũng như là dặn cái cô dâu ha. Mày coi hả, lúc mà chồng mày nó bước vô cửa phòng thì mày nó đi mày đạp theo dấu chân của nó. Thì nữa mày nói cái gì nó nghe nấy. Rồi tới vô thì vô phòng á, khi mà chồng mày máng áo lên thì mày lấy cái áo của mày máng chồng lên, sau này mày nói gì nó nghe nấy. Bởi vì sao bây giờ tôi đâu dám cãi bà đâu. Vậy đó hả? À. Vậy một chút. Con đi đâu chú sẽ bước chân theo đó. Để mốt chú nói cái gì con nghe cái đó. Chú không cần làm điều đó, con vẫn luôn nghe lời của chú. Ngày xưa lúc mà gia đình của mình mà thiếu điều kiện như vậy á, mà lại cưới một cái cô gái gia đình giàu có, chuyện mà xính lễ để mà đem qua nhà cô dâu thì nó có khó khăn đối với ông hay không? Hồi đó là tôi cũng nhờ bà chị tôi, mấy ông cậu tôi lo hết, chứ lúc đó tôi không có không để ý hả? Không biết cái gì đó. Đó việc người lớn mà lo. Thì sau khi đám cưới xong đó bà, thì hai bà có nắm tay giống như là mình chạm tay ngay cái buổi móc đất không vậy? Không. Không có luôn hả? Có, lúc đó có chạm. Có. Trời, tao khoái nắm tay tới mồ lúc đó có. Ở trong tới cái ngày đám cưới đi nắm tay mà không cho. Trời ơi, có nói cái cảm giác. Rồi bà lúc đó bà có còn e ngại giật tay rồi lại không? Lúc đó nó bớt. Rồi chừng nào ông mới đặt nụ hôn đầu tiên? Nụ hôn đầu tiên là chỉ có trong đêm tân hôn thôi. Nhiều khi mà chưa có cái nắm tay thì chưa được nữa. Ủa nhưng mà lúc mà làm lễ cưới thì thường mà người dẫn chương trình hay là ông bà nói giờ chuẩn bị cô dâu chú rể hôn nhau nè, có không? Không. Hồi đó dưới đâu có MC giống như người lính bây giờ đâu. Hồi đó mình trong thế màu mà đâu khó đâu. Ông ơi, vậy thì khi nào ông mới hôn được bà? Chỉ có đêm tân hôn mới được hôn á. Nhưng mà ai là người chủ động? Bà. Ông chủ động. Chắc có lẽ mình quá. Lúc đó bà cảm giác rung không bà? Rung chứ. Hồi đó tôi vô tôi nằm trước, rồi cái ông chơi đã rồi cái tôi cũng thiêu rồi ngủ rồi, cái ông vô ôm cái ông hôn tôi nói mới giật mình. Không nói câu nào hết bà mà nhào vô ôm hôn liền luôn. À tới tắp luôn. Chứ ở dưới quê hồi đó mình á đèn dầu lúc đó như lèo lét lèo lét chứ mà gặp đèn điện sáng tới giờ không dám nữa. Bao giờ ông mới nói câu là anh yêu em hay là tôi yêu bà thì có không? Có không ạ? Không, không.
Sau khi mà ông đặt nụ hôn đầu tiên cho bà trong cái đêm tân hôn đó rồi, hôn xong ông nói cái gì với bà? Hình như chỉ khoái hôn thôi chứ không biết nói. Con nghĩ là đây là người phụ nữ rất là cá tính luôn á chú. Tại vì rất nhiều chàng trai đẹp mà giàu có nhất trong làng luôn, dạ, đến với bà không đồng ý. Và đồng ý ông mà ông lúc đó là nghèo nhất làng luôn. Nào nghe thấy ông cũng hiền mà dạ, nghèo. Thấy dễ thương nữa. Thấy chưa, làng ta ngày xưa người ta chỉ thấy hiền mà dễ thương thôi. Còn giờ cứ nói có tiền không, có đẹp trai không, có giàu không. Giờ sẽ kỳ quá giờ. Rồi sao tự nhiên cái chú nhìn con? Thì chú không biết, chú nhìn con chú nói thôi, chú đâu nghĩ gì đâu. Bà ơi, như vậy thì cuộc sống sau hôn nhân của bà như thế nào? Thì cũng về là phải làm dâu chị chồng. Cũng khó, cực khổ lắm. Sáng dậy nấu cơm, rồi gánh nước, rồi giặt đồ cho anh chồng, chị chồng, cháu chồng, đi đâm cơm này kia cũng mệt tối ngày. Tôi ở dưới má tôi thì mấy chị dâu tôi làm. Dạ. Hồi đó mình thương chồng thì phải ráng theo, làm cho bên chồng người ta thương mình là được. Sợ nhiều khi mình mà làm biến cái nhát này kia bên chồng tao không thương. Ông ơi, còn cuộc sống của ông sau hôn nhân thì như thế nào hả ông? Mấy năm đầu tôi cũng còn ở chung với nhà bà chị với ông anh rể. Ở sau đó thì chúng tôi ra bên bờ lộ bên kia đó, cất được một cái nhà. Hồi đó đất cất ở dưới cái rạch, mương rạch đó. Cầm cừ xi măng cái rồi thả đà lên cái mà lót bằng dán thông. Xung quanh mình nhìn dứt lá rồi đó. Vừa được có cái nhà nè, vừa được có một người vợ ngoan hiền hiếu thảo rồi, thì thấy mình đủ rồi. Thì bao lâu mình mới có con đầu lòng? Đám cưới là từ năm 1958 cho tới năm 1960 rồi mới sinh đứa con gái đầu lòng. Thầy vì nghề mộc của tôi, ổng không còn làm ở xã nữa mà bắt đầu xuống Long An làm. Mà xuống Long An làm thì mình phải đi theo xuống dưới. Mà xuống dưới mà từ xã Long Sơn mà đi xuống tới Long An tới Cầu Voi đó là đi xe đạp không chứ đó, đâu có xe có máy đâu đi. Đó rồi ở đó thỉnh thoảng mới về. Bữa đó mình về có dịp về gần tới bến đò Nhật Tảo. Thì cũng nghe có người quen họ đi ngang, họ thấy tôi về đó. Mày đi lẹ lẹ đi, dở mày sánh rồi. Tôi hỏi trai gái, trời ơi tôi mừng quá trời ơi đất. Mình có cái ham muốn là mình sẽ con gái đầu lòng. Có nó đúng sở thích. Thành ra bây giờ mừng quá trời, tôi đạp xe đạp, tôi đạp chạy quá trời quá đất. Bây giờ nhà thấy con mừng hết sức. Bà ơi, mình có bầu á, rồi cái trong cái quá trình mình sanh nở mà không có chồng kế bên, bà buồn không? Cũng buồn. Nhưng mà bây giờ chuyện đi làm ăn mà thì mình phải chịu thôi. Bắt dâu á, bà mà đi làm mai mối bà đó đại đẻ cho nhỏ gái thứ hai. À là mình sanh nở ở nhà chứ không phải là mình đi bệnh viện hả? Không phải đi bệnh viện. Trời đất ơi. Sinh nhà ở nhà bà bắt dâu luôn, bà ở sớm là ai có sanh đẻ thì bà đỡ đẻ luôn. Rồi cắt rúng ở nhà luôn. À cắt rúng bà làm hết. 9-10 giờ sáng cả chừng 12 giờ 1 giờ ổng đi ở dưới ổng rạp xe ổng lon ton về. Rồi lúc mà thấy chồng mình về rồi cảm giác mình sao bà? Thì thấy cũng mừng, về cái là ổng ẵm con lên cái là ổng hùng liền. Ổng hùng con nhưng có hùng bà nữa không? Không, tôi làm trong cái phòng á. Trời nghĩ tệ gì đâu. Đúng ra là phải hung bà trước rồi hung con chứ. Ở từ lúc có con mừng quá rồi quên. Quên. Mình sinh ra đàn ông là mình sướng lắm nha. Sinh là một người đàn bà thì thấy khổ vô cùng. Có chồng rồi có con, 9 tháng cưu mang, 3 năm bồng ẩm. Chưa kể cái lúc mà nhiều khi mà con bệnh con đau phải thức trắng đêm. Có đó là một cái người đàn bà mà vất vả như là lúc. Không có chăm sóc nhưng mà con đó mình cũng đàn ông nhưng mình đâu có nghĩ tới mức độ đó đâu. Sau này có con rồi mình cũng thấy là vợ mình nữa là cực khổ vất vả vô cùng. Chứ xưa ông có chăm sóc trễ quá rồi đúng không, 6 đứa rồi mình nghĩ tới. Lúc đó thì ai là người chăm sóc con cái? Ông về mấy bữa cái rồi ông đi, ông về đi cả con là ông đi đúng không? À, ông đi cả tuần lễ, cái khi nửa tháng ông mới về lại. Về cũng hung con cái đi. À, về hung con. Ông cũng có hung bà nữa thì mới lòi ra là 6-7 người con. Cưng nhất nhà đó. Bà ơi, như vậy thì mình chỉ chăm con có một mình thôi mà chăm quá nhiều đứa con như vậy thì rơi vào tình trạng túng quẫn rồi phải đi vay mượn tiền khắp nơi không? Nào ngay hồi đó thì tôi mai cũng có tiền. Dạ. Ở nhà tôi lo cho con đau bệnh này kia nọ một mình tay tôi hết. Tối là không dám ngủ á, súng hồi đó hay bắn đó, thì mượn bà chị con của người bác đó qua ở ngủ.
Hay nếu có súng bắn hay này kia, bà bọc dùng. Cái lúc mà khó khăn nhất là cái lúc mà tôi bị bắt quân dịch á. Sau này mới có điều kiện mà cũng đi về về được. Đó lén lén lâu lâu dù đi về thăm con, thăm vợ được. Hồi đó đẻ ra hai đứa đầu, lo cho con, vừa lo cho chồng. Là tự túc. Mình là mình nuôi con, mình đẻ con ra, mình nuôi đau, bệnh này kia. Một tay từ không. Ủa gì lấy chồng gì khổ vậy trời. Coi như bà lo hết luôn. Chứ ổng đâu có nhà đâu, ổng lo. Tiền bạc bà cũng lo luôn. À, khổ cực gì á, mình thương con cứ lo cho con. Nhiều khi tối mình nằm mình suy nghĩ. Có chồng mà không có được ở chồng con, ở nuôi con mà không có được tiền bạc, không có gì hết. Cho nên mình cũng tủi thân. Lúc đó bà ráng bằng cách nào? Thì đó tôi mai. Dạ. Trời ơi, ngồi mai suốt đêm luôn á. Dạ. Không có nghĩ dù giữ con, dù mai lấy tiền nuôi con. Phải quải cái gánh đi lượm về chai bán. Chứ đồ đâu có đưa mai, họ không có đưa. Rồi đi bán lấy tiền nó mua gạo cho con ăn. Ông ơi, lúc đó bà như thế thì ông có bao giờ về tâm sự với bà hay là động viên bà gì không ông? Hồi đó tôi quên đâu, nhớ đâu. Quên luôn hả? Không nhớ đâu. Nhiều khi mà tôi muốn nói với các con tôi á, sau này có thương thì thương mẹ nhiều hơn thương cha. Thật sự không phải là trách ông, mà đó là một trong những cái điều mà rất nhiều người đàn ông mắc phải. Mình cũng thương yêu vợ, mình cũng thấy cảm giác là thấy thương vợ quá, lo lắng vợ. Nhưng chưa bao giờ mình nói là trời ơi, thấy thương em quá, tại sao em phải lo cho con sáu đứa mà anh không chăm sóc được gì hết. Lúc đó là mình thể hiện bằng cái tình chứ mà bằng cái hành động chứ không phải là thể hiện bằng lời nói. Nhưng mà ông đi suốt mà, đâu ông đâu có nhà đâu mà. Rồi thỉnh thoảng về, lâu lâu về hết thể hiện tình cảm rồi bắt đầu đi mai mốt bả vậy nữa. Đi là đẻ xong cái có con về hung con, xong đi cái đẻ cái về hung con, cái đi cái đẻ, cái làm hoài vậy. Mà một mình bà như thế phải nói bà rất là giỏi. Như vậy thì đến bao lâu ông hết quân dịch và ông quyết định quay trở về để mà làm ăn và phụ giúp cho vợ trong cái chuyện kinh tế? Giải phóng ra rồi ông mới về nhập tự với gia đình. Rồi lúc đó là cái công việc chính của ông để phụ giúp gia đình là công việc gì không? Làm cái ngành mộc và trang trí nội thất rồi đó. Bà ơi, như vậy thì trải qua rất là nhiều biến cố rồi, rồi cũng đã gia đình được đoàn tụ rồi. Vậy thì bà có nhớ hết tất cả những cái nghề mà bà phải làm để nuôi con không? Nhớ chứ. Giải phóng rồi đó là mình mua bán cái này không được thì mình xây qua cái khác. À đó, tôi cũng nuôi heo, nuôi này, nuôi kia, làm hết. Mua gạo về bán, rồi mua trái cây về để nhà đó bán. Cái gì bán được thì để bán à. Rồi bán gạo, bán đồ, ai mua bán gì thì mình bán cái đó. Quá tuyệt vời, con rất là ngưỡng mộ bà. Con nghĩ là ông cũng nhìn thấy tất cả những gì mà bà hy sinh. Ở trước chương trình á, ông có gửi cho con một cái món quà. Ngay bây giờ con sẽ tặng cái món quà đó cho bà liền. Đó là một lá thư viết tay. Ngọc Lan xin được mạn phép đọc cái lá thư mà ông viết cho bà, cho quý vị nghe nha. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 5. Thư về bà xã, người yêu dấu nhất của tôi qua chương trình Tình Trăm Năm. Tôi viết thư này cho mình với những lời lẽ chân thành tha thiết để ôn lại những kỷ niệm buồn vui trong quá khứ đã qua mà trước nay tôi chưa từng nói với mình. Thật sự, khi cưới được mình làm vợ, tôi thấy đời tôi thật là có phước. Tôi may mắn lắm mới cưới được một người vợ hiền lành, trung hậu, đảm đang, đẹp người đẹp nết. Mà đã có 5-6 chàng trai trong xóm làng con nhà giàu có săn đón ước mơ. Tại sao mình không ưng họ mà lại chịu làm vợ của thằng nghèo mồ côi cha mẹ, không có nhà cửa, lại đang ở nhà anh chị như tôi vậy mình? Phải chăng vì thương tôi nên mình chấp nhận sống cảnh nghèo nàn cơ cực? Rồi hơn một năm sau, mình mới cho ra đời đứa con gái đầu lòng. Lúc sanh con Hằng, có má lo giùm, tôi cảm ơn má vô cùng. Rồi thời gian cứ trôi đi, mình tiếp tục có bầu và sanh con. Chưa kể lúc con bệnh đau, mình phải thức trắng đêm để lo cho con. Mà đã 6 lần như vậy, vì thương chồng thương con mà chịu nhiều cực khổ vất vả. Còn tôi, sau giải phóng có điều kiện làm chủ xưởng mộc trang trí nội thất, rồi tôi lại sanh tâm mèo mỡ. Ý mà không phải đâu mình ơi,
cái này á, tôi bị tụi con gái nó dụ. Chuyện này thì mình cũng biết rồi, phải không mình? Còn chuyện này là mình chưa biết nè. Tôi nói ra thì mình đừng có giận tôi nha. Lúc hợp đồng với các cơ quan làm ăn có đồng vô đồng ra, tôi có nhiều lần lén mình đi uống bia ôm với họ mà tôi không dám nói với mình. Nay có chương trình tình trăm năm nên tôi sẽ khai hết. Mình đừng có nổi nóng nha mình. Tôi sẽ làm người đầy tớ trung thành nhất của mình. Mong mình đừng giận, đừng hờn, đừng trách. Mình hãy cười đi. Hết rồi. Có nghe đó mà cười miệng mới sẹo luôn à. Cảm xúc của bà hiện giờ như thế nào bà? Thấy cũng vậy. Được lên truyền hình cũng phải vui chứ. Bà có nhớ một lần nào đó ông chăm sóc bà mà bà nhớ không? Không có sẵn sàng. Có chứ bà. Có một lần nào mà ông nói những lời ngọt nhất mà bà nhớ không? Không. Có bao giờ ông nói là anh yêu em không? Không có nói anh yêu em gì hết. Con nghĩ là ông rất là muốn nói nhưng mà... Nó chất đầy cái này chứ đâu có hết. Rất đầy nhưng mà không bao giờ ông nói như thế á. Thật sự người phụ nữ yêu bằng tay. Đúng. Từ đó dòng chất chứa ông giấu trong người đó. Bây giờ ông nói thử một câu nào với bà nó ngọt, thiệt là ngọt. Nó ngọt hả? Dạ. Nè bà ơi, sẵn qua cái chương trình trăm năm thì tôi rất yêu thương bà. Giờ tôi cũng mong muốn từ đây về sau tôi nguyện sẽ là một người đầy tớ trung thành nhất của bà. Trời. Tất cả những gì bà làm là đều dành cho con của mình. Vậy thì bây giờ con xin mời bà hãy xem các con của mình nói gì về bà và về ông. Xin mời bà. Hôm nay con có muốn nói đôi lời với ba Dũng. Là con gái lớn trong gia đình, con thấy mình có lỗi vì không lo được cơm nước, dọn dẹp bộ nhà cửa cho ba Dũng. Nhưng mà con cũng rất vui vì ba Dũng còn sức khỏe, còn tự lo chợ búa, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Con có vận động mấy anh chị em là dọn cái chuồng gà của ba Dũng rồi, thì cái đó là làm mất đi cái niềm vui của ba Dũng, không còn đụng trứng để bán hoặc là cho con cháu ăn. Nhưng mà ba Dũng sẽ có thì giờ rảnh rỗi, ba thì đàn hát, còn đi vui chơi bạn bè, còn Dũng thì xem tivi. Con còn một cái ước mơ nữa là con sẽ vận động các con cháu, các em dọn dẹp hết cái lầu 1 để cho nó trống trải, để những ngày Tết, là những ngày giỗ nè thì con cháu về chơi, cô bác đến chơi có chỗ để nghỉ ngơi. Con còn nhớ khi con 15 tuổi, cái việc học đầu tiên, việc học thất bại trong việc học của con. Ba đã nói với con rằng là ba từ nhỏ đã một con cha mẹ đã nghèo khổ, không được đi học, thu xúc bạn bè, nên bây giờ ba đi làm, ba cố gắng kiếm nhiều tiền để ba lo cho con ăn học. Cái điều nói đó của ba nó làm cho con cảm thấy rất là hối hận, con cảm thấy mình có lỗi vô cùng, và con đã cố gắng học. Cũng nhờ điều đó mà việc học của con đã có tiến triển tốt đẹp. Đến năm 18 tuổi, việc học của con vẫn tốt, các bạn rất cứ yêu quý con. Và một ngày con đem xe đạp của một người bạn về để con sửa. Dú nói rằng là Dú kêu con sửa xe của Dú mấy hôm nay mà con chưa sửa, mà con lo xem xe của bạn con về con sửa. Con có bạn con quý trọng hơn Dú. Xe đạp của Dú là để Dú chở thức ăn cho heo ăn, để nuôi heo và có tiền cho con ăn học. Câu nói đó của Dú đã làm đánh thức cái tiềm thức của con, đã làm cho con cảm thấy rằng là tại sao mình lại vô tình liên tinh như vậy. Tình yêu thương của ba Dú mình cứ coi là điều hiển nhiên, mà trong khi đó mình lại không biết bổn phận lại với cha mẹ. Con cũng xin lỗi ba Dú đã làm cho ba Dú buồn, và tụi con hứa rằng tụi con sẽ làm hết sức mình cho ba Dú được vui. Thưa ba Dũng, hôm nay con rất là hạnh phúc khi đến bây giờ vẫn còn được ba Dũng ở bên cạnh và an ủi lúc con gặp khó khăn trong cuộc sống.
Con có những cái ân hận là làm cho ba vú buồn. Vì cái tính nóng của con không kiểm soát được khi bị ba vú la rầy. Nhưng trong thâm tâm con á, lúc nào con cũng muốn ba vú sống khỏe và vui vẻ. Con nguyện trong lòng á, là sẵn sàng đánh đổi tuổi thọ của mình để ba vú được mạnh khỏe và sống thọ với con cháu. Đầu tiên con muốn cảm ơn ông nội bà nội vì trước giờ rất là thương yêu con và anh em. Tụi con ít khi nào qua nội nhưng mà lần nào qua cũng được ông nội bà nội rất là cưng và nuông chiều. Tụi con cũng ước mong rằng là ba vú cũng sẽ sống vui sống khỏe bên tụi con, các cháu và các cắt nữa. Chúng con muốn nói với ông bà nội rằng chúng con thương bà nội nhiều lắm và con có một món quà này muốn tặng ông bà nội. Con muốn bà nội sống vui, sống khỏe. Nên ông nội, nên bà nội, con có món quà này dành cho ông nội với bà nội. Trong đoạn clip thì ông cảm nhận như thế nào ạ? Chương trình trăm năm này tôi cảm nhận, tôi thấy nó có cái bổ ích. Là bởi chính là bản thân tôi, là ngày trước có nhiều khi những cái gì mình muốn nói với bà xã mà nói không được, mà lại có chương trình này bắt đầu mình ôn lại những kỷ niệm năm xưa, lúc nào mình đối xử tốt với vợ, còn lúc nào mình đối xử chưa tốt. Để từ cái chỗ đó để mà rút ra cái kinh nghiệm trong cái cuộc sống để mình thương vợ mình nhiều hơn. Dạ. Vậy thì ông có thể nhắn gửi những cái người thanh niên còn đang trẻ đó như thế nào? Giới lớp trẻ thì bây giờ là cũng tiến bộ nhiều lắm, nhưng mà tôi cũng chỉ có muốn nhắn trong thế hệ trẻ, mà trong thế hệ trẻ là cũng có con cháu tôi, các cháu sau này mới chọn một người bạn trăm năm là phải hết sức cẩn thận. Có nhiều khi bây giờ nó được về ngoại hình, nhưng mà về cái bản chất hay tính tình không hòa hợp thì cũng khó. Cái điều quan trọng nhất là cái người phải có đạo đức. Thầy cảm ơn bà rất là nhiều. Trước khi chia tay thì ông có một bài hát nào đó tặng bà không? Thôi thì bây giờ hôm nay có chương trình trăm năm thì tôi cũng xin hát một cái bài. Duyên tần tấn nay đã hội họp, nghĩa sắc cầm vui thật quá vui. Trai anh hùng lại sánh với gái thuyền quyên, hỏi nguyệt lão chứ còn gì hơn nữa. Đó, kính thưa cô bác, tôi nhắc lại ngày hôm nay đây là một ngày lễ tân hôn. Trước cùng có cô bác ở đôi bên, đứng trước ngồi trên là gia lưỡng tộc. Vậy để chúc mừng cho đôi tân hôn được sống yên vui trong hạnh phúc gia đình. Đã bao ngày mong ước của mẹ cha và sự nhọc nhằn lo lắng suốt mấy tháng qua, cho đến ngày nay đã thành duyên nên nợ. Lẽ cô nhiên thì lo lắng với cuộc đời, còn về phần cô bác ở khắp nơi cũng đều tật tâm hết lòng hết dạ, hòa lại lòng thành với tất cả anh em. Các bạn thanh niên lo lắng rất tận tình, đều chung lo cho tròn bổn phận. Người thì lo đãi khách để phụ giúp chủ nhà, chuẩn bị đâu đó cho gọn gàng, lo cổ bàn hậu đãi khách gần xa. Nam nữ đồng lòng chúc mừng cho hai họ, cầu cho ba niên trường thọ cho đôi
gái sắc trai tài. Dạ thưa cô bác, trước khi tôi dứt lời, tôi xin cầu chúc vô đôi trai tài gái sắc được hạnh phúc trăm năm. Trời ơi, hay quá. Quá hay. Hay quá, thật phục à Hoa. À, rất là cảm ơn ông bà ngày hôm nay đã cho con cháu nghe một cái câu chuyện tình, và đặc biệt là cái sự hy sinh cao cả của người phụ nữ. Tụi con luôn luôn chúc cho ông bà nhiều sức khỏe. À, chương trình cũng xin được cảm ơn ông bà, và cũng có một cái, những cái phần quà. Đây là sản phẩm Alabio vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Cái này rất là tốt cho ông bà, rất là tốt cho người lớn tuổi. Tôi tặng cho bà xã tôi. Phần quà từ nhãn hàng sữa Calosure của công ty Vita Dairy, giúp tiêu hóa khỏe, trái tim trẻ.